Kính chào cô chú anh chị, hôm nay mình có chọn được 6 cái thớt cỡ 30. Thì cái dòng này mình đang bán là 320.000 đồng cho một cái. Và mỗi một cái này thì nó sẽ có kích thước khoảng dao động khoảng 29 đến 30 cm. Và cái độ dày của nó sẽ dao động khoảng từ 4 cho đến 5 cm. Bây giờ mình sẽ đo cụ thể từng cái. Nhắc với cô chú anh chị là cái nghiến, thớt nghiến này này là thớt nghiến ở Tây Bắc cho mình. Và đây là dòng nghiến đá của Tùa Chùa. Ở Điện Biên mình nó có một cái vùng ở Tùa Chùa đấy. Nó chuyên về nghiến, chuyên có những cái cây gỗ nghiến này gọi là nghiến đá ở huyện Tùa Chùa nhá. Và đây mình sẽ đo 6, cụ thể 6 cái này. Ví dụ cô chú anh chị nào mà thích cái nào thì có thể chụp màn hình và nhắn tin Zalo cho mình, thì mình gửi đúng cái đó cho mọi người đó. Nhưng mà thực ra thì những cái này là mình đã chọn hết rồi. Và những cái này đều là những cái hàng tuyển, và lấy cái nào cũng rất là ok. Ở đây là cái đầu tiên, ví dụ cái này này nó đúng 30 này. Và cái độ dày của nó, độ dày của cái này nó rơi vào hơn 5 cm cơ. Đây, cái này độ dày của nó rơi vào 5,3 cm. Trên mỗi một cái thớt như thế này thì nó sẽ có một cái quai. Cái quai này thì dành để chúng ta treo lên trên. Những cái này thì mình đã chọn rất là kỹ rồi, và không có một cái nào bị nứt, không có một cái nào bị nứt và bị rác hết cả. Và đây là dòng nghiến đá cho nên là nó rất là chắc và nó khá là nặng. Nó khá là nặng. Và khi mà cô chú anh chị chọn đó thì là chúng ta nếu mà chúng ta để thái thì chúng ta sẽ sử dụng cái cỡ khoảng 25, nhưng mà để vừa chặt vừa thái thì chúng ta sử dụng cỡ 30 này. Còn nếu mà những cô chú anh chị nào có, chúng ta cần phải chặt những cỡ lớn, ví dụ tầm 35-40, thì trong gia đình chúng ta cũng nên sử dụng tầm 35-40 thì chuyên để chặt. Nhưng vừa chặt vừa thái thì sẽ sử dụng cái vòng 30 này. 320.000 đồng cho một cái thớt 30 này, đã bao gồm cả phí ship nữa. Đã bao gồm phí ship rồi nha. Đây, dòng nghiến đá Tùa Chùa. Đấy là cái đầu tiên. Cái đầu tiên thì có kích thước là 30 x 5,3. Cái này thì cỡ 29,2. Đây là độ rộng của nó. Và cái này thì khá là dày. Cái thứ hai này thì cũng khá là dày nha. Dày, cái này dày tận 6 cơ. Đấy. Cái này thì dày 6 nhưng mà không đủ 30. Nói chung là nó sẽ dao động từ 29 đến 30. Nó không cái nó chỉ cách nhau khoảng 1 phân thôi. Đây. À, cái này thì thấp hơn, cái này thì 28,5 này. Cái này thì rất là dày, này cũng rất là dày, 5,5. Cái này dày 5,5 cm. Mình đã chọn rất là kỹ rồi, thì mọi người có thể thấy là cái dòng nghiến đá này nó đanh và nó cực kỳ chắc. Đây, tất cả mình đã, khi mà mọi người chọn cái thớt thì chúng ta lên để ý xung quanh viền này. Cái viền tròn xung quanh này là nó có bị nứt hay không, thì mình chỉ cần nhìn cái viền là mình biết. Còn ở phần giữa này thì mình cứ cái vân nó đều và cái thớt nó đanh, nhìn cái người ta phải lấy cái gỗ già nhá. Các cái gỗ già thì nó sẽ đanh hơn. Cái này 28,5 và cái này thì nó sẽ mỏng hơn, nhẹ hơn. Đây, cái này là nhẹ nhất, mỏng nhất. Đây, cái này là rơi vào 4,8 cm, độ dày 4,8. Cái này thì màu nó sẽ trắng hơn so với những cái bình thường, màu nó sáng hơn. Tất cả những cái này là mình đã chọn rất là kỹ rồi, chọn tuyển rồi, cho nên là toàn là những cái thớt mà nó có cái độ gọi là, nghĩa là nó không bị nứt. Cái này 30 này không bị nứt này, gỗ già và nó có độ dày tương đối. Cái này 5,5. Mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Những cái dòng như thế này thì mình chọn rất là kỹ rồi, nó không có bị nứt, không bị nát gì cả. Đấy. Đấy. Nó rất là đều vân. Và cái thớt mình bán chủ yếu là thớt lệch tâm. Lệch tâm là như nào? Là họ cắt ở cái vòng ngoài của xưởng, họ cắt ở cái vòng ngoài của cái cây gỗ, và nó không có bị dính rác hay dính tâm. Dính tâm thì nó hay bị lứt nha. Cái này 30 này. 30, mọi người để ý cái vân này. Cái vân này là thuộc cái dòng vân khá là đẹp, nó rất là đều vân, vân nó xít với nhau. Và cái độ dày của cái này là 5 cm. 5 cm. Cái này cũng rất là đẹp nha. Cái này cực kỳ đẹp. Không phải mình nói hay để bán hàng đâu, nhưng mà thực sự là mình thấy nó đẹp quá thì mình chọn, mình để sẵn để những cô chú anh chị nào mà chúng ta cần nữa thì chúng ta chọn nữa luôn. Đấy.
Chọn thì chúng ta nhớ là chọn nhìn cái vòng quanh này nó không có bị nứt. Đấy. Không có bị lứt một tí nào á. Nếu mà nó bị lứt nó sẽ nhỏ nhỏ ở cái đường ở bên cạnh này á thì sau này nó sẽ nứt to ra. Thế nhưng mà khi mà mọi người chọn thì sẽ để ý rằng là cái nào nó không bị nứt thì chúng ta sẽ chọn. Những cái này là mình đã chọn khá là kỹ rồi. 320.000 đồng cho một cái thớt 30 30 như thế này. Đó. Sẽ có những cái là khoảng 28,5, 29, có cái thì 30 chẳng hạn. Nhưng mà cái độ dày thì nó sẽ khác nhau. Có cái thì 4,5, có cái thì 5, có cái 5,5, có cái 6, tùy từng cái. Cái này khá là dày này. Đó. Như cái này là mình đã chọn rất là kỹ rồi, cho nên là khi mà cô chú anh chị đặt hàng là mình cứ chọn, mình gần như là cũng nhặt cái nào cũng có thể nhặt để chuyển đi được. Mình đã chọn kỹ lắm rồi. Tại vì 4 50 cái mới chọn được có 6 cái này nên này. 4 50 cái tại vì mình chọn rất là kỹ, mình khá là kỹ tính khi mà chọn cái thớt này. Đó. Đó. Thì ví dụ như cô chú anh chị nào có nhu cầu về cái thớt 30 thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại mình đặt trên màn hình. Đó. Những cái như thế này thì nó đủ 30 luôn. Đấy. Thì cô chú anh chị có nhu cầu cứ gọi theo số 0971 85 8882, số đó mình có Zalo và cả Facebook luôn, mọi người có thể chọn cái nào thì mình cứ chụp màn hình qua và nhắn qua Zalo cho mình. Zalo thì nó dễ tìm hơn. Ok. Xin kính chào cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.